Em xin chào các bác nhá. Giới thiệu với các bác, đây là một vườn cây lớn nhất Việt Nam bây giờ. Đây này, quay về đằng này cho các bác nhìn. Rất là rộng, phải đến vài chục hecta. Em làm video này cho các bác tham quan vườn cây, phải nói là đẹp, rộng, đẳng cấp của Việt Nam. Cũng rất nhiều cây quý. Ui dồi ôi, dạo này bác Huy bác ấy trổ toàn cây khủng long về, to lắm. Đây các bác nhìn so người này. Ui dồi ôi, anh Dũng thấy choáng chưa? Đấy, người đứng vào mới thấy được. Ôi, cây ơi là cây. Cây này có về cũng phải đến hàng trăm năm tuổi rồi chứ ít à, thậm chí là hơn. Cắt cổ đi. Đầu chỗ nào anh? Cổ kìa. Bỏ cổ. Quay quay lên bỏ đấy, ông anh làm cây còn tí cắt lỗi cổ dở. Kìa, nhìn thấy 2 vết rồi. Đây, phải zoom lên luôn. Một vết thôi, vết kia là vết buộc dây. Đấy, thế nên là anh em nhờ anh Tuấn Anh cắt là phải cẩn thận. Ui tối óm. Không là cái nguồn gì? To à, gì nhỉ? Tối úm nhìn thấy gì? Em phải dơ cái kính quay quay. Mình nói chứ không, ông nào xem video gọi ông Tuấn Anh làm cây. Ông này mình gọi ông làm cây mà gì nhiên. Sợ mẹ luôn. Sợ nhờ đợt này bác Huy bác ấy lôi về toàn cây khủng long to thế. Nhìn choáng váng. Alo. Anh ơi, chưa, em vẫn đang ở bên vườn An Mộc Viên, một lát nữa. Thôi sang xem thôi, cứ ngồi đi.
Vâng. Vâng. Úi dồi ôi, cây tùng La Hán. Tùng này tùng Nhật rồi. Chết, vặn chết mấy cành kia. Úi dồi ôi, các bác nhìn. Toàn cây to, đứng quay rất khó. Gươm báo thần kỳ. Đây gọi là kiếm vàng. Úi dồi ôi, nhìn cây long này các bác nhìn thấy đỉnh cao không? Quá to. Thế à? Chuẩn bị tới sao chậm. Ui dồi ôi, nhìn. Rồi anh sẽ làm hết cái vườn này mà. Đấy. Người ta nuôi bao nhiêu cái rễ, bao nhiêu năm mới được đấy, về Tuấn Anh xẻo hết. Thấy không? Xẻo hết sạch sẽ. Này mấy nó khô này. À. Đây là gì? Tác phẩm gì đây? Tam Đà Phúc Lộc Thọ. Phúc Lộc Thọ. Bác này đất trên chậu chưa đủ, bác ấy cho rong xuống đây để ăn đất ở dưới này lên. Đấy, một quá đành. Bác này thôi sim tím à, đúng anh, mùa hoa sim tím à. Này ra ăn ra đây quay anh Tuấn Anh làm cây chia sẻ cả ngày chả hết, cả năm chả hết chả vời cả. Nhờ làm cứ hết quay đi xong lại quay về, không phải đi đâu cả đâu. Sợ anh được cây. Đấy, còn vườn nữa dưới cuối kia mà. Ui dồi ôi, lại còn vườn nữa dưới tiếp lên được cây. Ui dồi ôi, cái này nó có dài quá không anh Tuấn Anh? Cái cành huyền này nè. Thực ra dài nó không dài nhưng nó chưa gọn bóng. Ôi ông Huy ơi, là anh Huy ơi. Cây của anh sao mờ. Vườn nhá, con gẩu ở dưới kìa. Anh nhỏ có chúng mạnh kìa. Bé bé đấy thì đỡ. Đâu? À. Bảo vệ, bảo vệ.
Tôi an tâm, cái này chẳng như này. Đây lóc hết ra để cho đất mới vào đây à anh? Sao cắt đấy đây? Sao cắt ít đây? Đừng xoay kéo nhá, góc những cái đấy mà chỉ xoay kéo là đứt hay kéo. Đúng rồi, đây toàn những người là di sản cây hàng trăm năm tuổi rồi chứ ít à. Đợt này sẽ có nhiều video cho các bác xem nhá. Rảnh cứ chạy qua Tuấn Anh quay video. Làm lại thường xuyên liên tục liên hoàn cước. À đợt này lại có cả ông Nhận ấy, vui vui. Hình như người ta thích xem video của ông Nhận nhiều hơn là gì. Đúng rồi. Đi Hải Dương lại gặp cái ông gì gà nhỉ. À thế à. Ông này à. Đúng cả. Xuân Hịch à gì nhỉ? Chiến thắng. Quả giọng chiến thắng đấy. Hay đấy nhờ. Sáng tuần đi xuống chỗ ông chị à xuống chỗ ấy nhá. Trần Kiệm từ hôm ấy cứ vẫn khất lần chưa đi được à? duyên ông đấy thế nào? Ừ. Hắn là chán cho buồn gọi. Nhá, sáng tuần nhá. Vâng. Được rồi. Bây giờ sáng tuần là được ăn. Bây giờ phá tải là đi anh em đi thoải mái rồi. Được. Bao nhiêu người đi cũng được. Chân được khoảng 6 người đi cũng được. 6 người ngồi là vô tư. Mua gì em kéo dây em tưới bây giờ mà. Tưới đi em để như thế này. Đây nhìn này. Nhìn các cái mầm non này này. Anh ơi thêm một tiếng nữa cũng không thể ở đây. Thêm một tiếng. Rồi nhưng mà mình phải. Ông này là ông ấy thương cây quen rồi. Rồi hoa xin. Đấy giới thiệu với anh Dũng rồi đấy, đấy nhá. Thợ chuyên gia đào đấy. Úi dồi ôi. Giới thiệu với các bác này. Bác Huy bác ấy vừa một nhập một lô về. Em chia sẻ với các bác là đấy, ôi dồi ôi, quay video mấy cái vườn gọi là cái khu của anh Huy này, anh Tuấn anh làm đúng rồi. Không biết đến bao giờ, con chào thầy nhá. Thầy làm cây dạo này thấy chuyên nghiệp chưa? Công việc chắc cũng quen rồi đấy nhờ. Làm đẹp quen. Ôi quá là nhiều cây to. Bác Huy bác ấy mua ở đâu về sao mà nhiều thế. Đều cây khủng mà cây già. Anh Dũng thấy sợ chưa? Đấy. Đi thì mới biết. Đúng rồi. Quá khiếp nhỉ. Một toàn cây này thuộc loại nhiều tiền đấy. Một thời đấy anh nhỉ. Nói chung là vườn của bác Huy là toàn cây di sản thôi. Đây là đa này. Đây sao lại chảy được cả xoài ông Nhận ơi. Xoài bờ ao ăn ngọt phết đấy. Không nhận ạ. Ôi lộc vừng. Quá nhiều. Nhiều cây nào. Ủa, con này nhìn quen. Quen. Lại Nam Định nhỉ. Này tính ra chỗ của ông Huy này chắc phải đến 2.000 mét. Nhờ. Úi dồi ôi, nhiều thế. À đổ phân à. Tất cả khu này của anh Huy đây à? Giáp đến tường kia à anh? Phần lợn đấy.
Đúng rồi, bác Huy này phải 2.000 gốc. À 2.000 mét. Chiếm Ủa, toàn cây gọi là khủng long bạo chúa. Đúng là anh Tuấn Anh mà cứ làm đi làm lại thì... đầu kia về, đầu này cứ thế. Cứ chỉ ăn mới làm này. Tuấn Anh sắp sửa thợ làm cây chuyên nghiệp cho ông Huy rồi đâu. Thật. Là đúng cái gì nữa? À, thế... anh Tuấn Anh có nhận được thêm điện tử không? Thời gian đâu? Nhận thêm điện tử không? Đấy. Dũng giơ tay có nhận thêm điện tử không? Khoảng 10 người nữa.